Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi xin được tiếp tục bản tin sáng nay với một thông tin tiếp theo liên quan đến vaccine COVID-19. Ngày 25 tháng 1, hai hãng dược Pfizer của Mỹ và BioNTech của Đức đã thông báo bắt đầu thử nghiệm lâm sàng vaccine phòng COVID-19 đặc hiệu để chống biến thể Omicron đối với người trưởng thành đến 55 tuổi nhằm đánh giá mức độ an toàn và những phản ứng miễn dịch. Trong một kết quả nghiên cứu ở trong phòng thí nghiệm vừa được công bố, thì Pfizer-BioNTech cho biết trong vòng 4 tháng sau khi tiêm mũi thứ ba, các kháng thể do vaccine tạo ra vẫn có khả năng để ngăn chặn Omicron. Tham gia thử nghiệm lâm sàng có sự tham gia của 1.420 người từ 18 đến 55 tuổi. Pfizer giải thích lý do không đưa người trên 55 tuổi vào diện thử nghiệm lâm sàng là vì mục đích của nghiên cứu chỉ nhằm đánh giá phản ứng miễn dịch của những người tham gia hơn là tính toán hiệu quả của vaccine. Và trong những nghiên cứu thì những người trên được chia thành 3 nhóm. Cụ thể nhóm đầu tiên gồm những người đã từng tiêm hai mũi vaccine của hãng Pfizer-BioNTech trong khoảng thời gian 90 đến 180 ngày trước khi tham gia nghiên cứu này. Và họ sẽ được tiêm một hoặc hai liều vaccine đặc hiệu chống Omicron. Và nhóm thứ hai là những người đã tiêm 3 mũi vaccine trong khoảng thời gian từ 90 đến 180 ngày trước ngày tham gia nghiên cứu và sẽ nhận một mũi tiêm của vaccine phiên bản trước đó hoặc một mũi vaccine đặc hiệu chống Omicron. Và nhóm thứ ba là những người chưa tiêm vaccine và sẽ được tiêm 3 mũi vaccine đặc hiệu chống Omicron. Các dữ liệu hiện nay đều cho thấy mũi tiêm tăng cường chống chủng gốc virus SARS-CoV-2 vẫn có hiệu quả ngăn chặn nguy cơ người nhiễm Omicron chuyển nặng. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu của hai hãng dược trên nhận thấy cần có sự chuẩn bị sẵn sàng trong trường hợp khả năng miễn dịch của cơ thể suy yếu theo thời gian và giảm hiệu quả ngăn chặn sự lây nhiễm của biến thể Omicron cũng như các biến thể mới khác.